Những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội hay những vấn đề được người dân quan tâm trong nước và trên thế giới. Dòng chảy tin tức sẽ được TTV11 chuyển tải liên tục trong các bản tin thời sự lúc 7 giờ, 9 giờ, 15 giờ, 17 giờ và 21 giờ. Bây giờ mời quý thính giả đến với bản tin lúc 9 giờ. Phương Uyên và Như Thảo xin kính chào quý thính giả đang đến với bản tin lúc 9 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh với những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc vừa chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tại phiên họp, nhiều tờ trình đã được các sở ngành trình để Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến của bao gồm nội dung tiếp thu giải trình ý kiến của bộ ngành đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu một Bài tỉnh Tây Ninh đến năm 2045, hồ sơ trình về nghị quyết nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Hiệp Thạnh huyện Gò Châu. điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực trung tâm của nhà máy sản xuất xi măng tại xã Tân Hòa huyện Tân Châu, đề án phát triển khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 20 2030, định hướng đến năm 2050. Chủ trương đầu tư dự án kho bãi tập kết hàng hóa tại ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Nghị quyết quy định việc giảm phí, lệ phí, thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, thị xã Trảng Bàng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng xem xét cho ý kiến đối với tờ trình của Sở Y tế về đề án thành lập trường cao đẳng y tế Tây Ninh trên cơ sở nâng cấp trường trung cấp y tế. Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh về điều chỉnh bổ sung nội dung đề án kèm theo quyết định số 94 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ngày 12 tháng 1 năm 2023 về phê duyệt đề án dùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh cùng với một số nội dung quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa yêu cầu các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024. Trong đó, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đảng, chính quyền về tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong đó chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh trong xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ và công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, việc thực hiện chính sách về bình đẳng giới. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bình đẳng giới, kịp thời xác minh báo cáo những vấn đề vụ việc liên quan đến công tác bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phối hợp giải quyết. Hội chữ thập đỏ xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh vừa phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức chương trình chung sức vì nhân đạo gắn kết cộng đồng lan tỏa hành động nhân ái. Chương trình đã trao tặng 150 phần quà cho các hộ có những hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật và người tạm bung trên địa bàn xã, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm gạo, mì gói và các loại nhu yếu phẩm tổng trị giá quà tặng là 75 triệu đồng do bà Nguyễn Thị Ngọc Mai ngụ tại địa phương hỗ trợ. Qua chương trình nhằm lan tỏa hành động nhân ái cướp phần chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu dương lên trong cuộc sống. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà tỉnh phú thọ đã đạt được trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong đó tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể triển khai nghiêm túc trách nhiệm trong việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công phó chủ tịch quốc hội yêu cầu Phú Thọ cần sớm ban hành các cơ chế chính sách, hỗ trợ thuộc thẩm quyền, phù hợp với các đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá lại tất cả các vấn đề còn vướng mắc, bất cập để tiếp tục đề xuất kiến nghị Quốc hội, chính phủ, các bộ ban ngành xem xét giải quyết trong thời gian tới. Điện ảnh Quân đội Việt Nam vừa tổ chức khai mạc tuần phim chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 8 bộ phim được trình chiếu trong tuần phim không chỉ giúp khán giả trong và ngoài nước có thêm cái nhìn rõ nét và đầy đủ hơn về chiến dịch Điện Biên Phủ, mà còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định ý nghĩa tầm dốc, giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, cổ vũ thế hệ trẻ, thi đua trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Thưa quý vị, hạn hán và xâm nhập mặn ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang tác động nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp của cả vùng khiến hàng chục ngàn hecta nuôi trồng đang trong cảnh khát nước. Trong tình hình khô hạn thiếu nước gây gắt, việc chủ động từ sớm các giải pháp ứng phó với hạn mặn trong sản xuất nông nghiệp là rất cần thiết. Bởi từ nhiều năm qua, người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã buộc phải sống chung với hạn mặn. Ghi nhận tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, trong vùng chuyên canh sầu riêng của tỉnh Tiền Giang. Ngay từ đầu mùa khô năm 2023-2024, địa phương này đã cho đắp 5 đập ngăn mặn, nạo vét 6 tuyến kênh nội đồng, trữ ngọt, vận hành các giếng nước tầng sâu dự phòng nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu chống hạn cho gần 1.500 hectare sầu riêng của xã bà Nguyễn Hồng Thương Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang cho biết các cái đập thì cũng đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho vườn cây ăn trái của bà con thì do đó thì về cái giúp cho người nông dân về đảm bảo 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 vệ được 1.479 ha sầu riêng trên địa bàn xã không bị ảnh hưởng về cái của diễn biến mặn. Nằm trong tâm điểm hạn mặn, huyện Gò Công Tây, vừa lúa, vừa trái cây, vừa rau màu lớn phía đông tỉnh Tiền Giang cũng đã sớm chủ động dự trữ nguồn nước tưới cho cây trồng. Địa phương đã đưa vào vận hành hàng loạt trạm bơm nước vào nội đồng để nông dân có thể tiếp cận và dự trữ nguồn nước tưới. Bên cạnh đó, đầu mặn của nước cũng được theo dõi sát sao để tránh thiệt hại tối thiểu cho gần 3.400 hectare rau màu ông Huỳnh Văn Trí, bí thư đảng ủy xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, thông tin. Thì tới giờ này thì nước cũng cơ bản cũng được là lấy xuống kinh trước mặt chúng ta đây kinh 14 cũng đảm bảo được cái lượng nước mà chúng tôi phải kiểm tra hàng ngày cái độ mặn của nó để phục vụ cho lưới tiêu nói chung đến giờ này cũng cơ bản ổn định. Phát huy tiềm năng vùng đất nhiễm mặn ven biển, huyện Tân Phú Đông hiện có hơn 7.000 hecta thả nuôi thủy sản mặn lợ, chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ, cua, cá trong đó có gần 1.800 hecta nuôi tôm công nghiệp và trên 5.000 hecta nuôi tôm quảng canh. Nắng nóng gây gắt kéo dài, các hộ nuôi tôm đã chủ động lắp mái che theo mô hình công nghệ cao nuôi tôm mái nhà để tránh nóng và đảm bảo sức khỏe cho tôm. Ông Ngô Minh Tuấn, giám đốc công ty nuôi trồng thủy sản Tuấn Hiền, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang chia sẻ. Thời tiết như biến đổi khí hậu như thế này thì thì rất là khó khăn vì tình hình dịch bệnh làm sao để mà cho hạn chế nhiệt độ trong ao cao lên và ổn định môi trường thì chúng ta khắc phục bằng cách là che mái để ổn định được cái môi trường trong ao nuôi. Từ nhiều năm nay, đồng bằng sông Cửu Long đã dần thích nghi sống cùng hạn mặn. Trước những diễn biến ngày càng khốc liệt và khó lường của thiên tai, sự chủ động của các địa phương và người dân trong việc áp dụng các giải pháp ứng phó hạn mặn trong sản xuất nông nghiệp là rất cần thiết. Về lâu dài, sẽ cần có thêm nhiều giải pháp, công trình quy mô lớn và các mô hình sản xuất vừa thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. liên tục bản tin sẽ là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, truyền thông Anh dự đưa tin tập đoàn dược phẩm AstraZeneca lần đầu tiên thừa nhận vaccine ngừa COVID-19 của hãng có thể gây phản ứng phụ như đông máu, song các trường hợp này rất hiếm gặp. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cả khổng lồ dược phẩm đang phải đối mặt với hàng chục vụ kiện tập thể với cáo buộc vaccine của hãng gây tử vong và thương tật nghiêm trọng cho người sử dụng. Mặc dù phản đối cáo buộc trên, tuy nhiên trong tài liệu pháp lý để trình lên tòa án Anh hồi tháng 2, AstraZeneca thừa nhận vaccine có thể gây ra quyết khối tĩnh mạch, kèm hội chứng giảm tiểu cầu trong những trường hợp rất hiếm gặp. AstraZeneca cũng lưu ý rằng bệnh lý này vẫn có thể xảy ra khi không tiêm vaccine của hãng hay khi tiêm các vaccine khác. Việc xác định nguyên nhân trong từng trường hợp phải cần có bằng chứng chuyên môn. Tàn tích của một thị trấn cổ có tuổi đời hàng trăm năm ở miền bắc Philippines vừa được phát lộ sau khi mực nước tại một con đập ở tỉnh Nueva Ecija thấp trong nhiều ngày do hạn hán. Phần tân tích vừa phát lộ được giới chuyên môn nhận định là các cấu trúc của nhà thờ và móng của các công trình kiến trúc thuộc thị trấn Banta Bangga Cổ. Do mùa khô bắt đầu kéo theo các đợt hạn hán kéo dài, con đập tại đây đã cạn nước và để lộ ra phần tàn tích. Theo chính quyền Patagana, thị trấn cổ đã được di dời vào thập niên 1970 khi con đập được xây dựng tại đây. Đập cũng chính là nguồn cung nước sạch chính cho tỉnh Nueva Ecija cũng như nhiều địa phương lân cận. Các ứng dụng điện thoại cảnh báo động đất đang ngày càng trở nên phổ biến ở Đài Loan, Trung Quốc do nhu cầu sử dụng tăng cao, đặc biệt sau trận động đất nghiêm trọng hồi tháng trước khiến 17 người thiệt mạng và hơn 1.300 dư chấn đã xảy ra sau đó. Hiện số người dùng ứng dụng này là gần 370.000 tăng mạnh từ con số khiêm tốn chỉ khoảng 3.000 người cách đây vài tuần. Hiện nhà chức trách Đài Loan cũng đang khuyến khích việc phát triển các công cụ thay thế nhằm cung cấp các hệ thống cảnh báo hiện đại và hiệu quả hơn để ứng phó với thảm họa. Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thường Nga 6 với sứ mệnh thu thập các mẫu từ vùng tối mặt trăng, tức phần không thể nhìn thấy được của mặt trăng từ trái đất, đưa Trung Quốc sẽ trở thành nước đầu tiên thực hiện nỗ lực đầy tham vọng này. Dự kiến sau khi đáp xuống vùng tối mặt trăng, tàu thăm dò sẽ sử dụng cánh tay robot để tiến hành phân tích khoa học và thu thập mẫu vật. Sau khi các mẫu vật được đưa vào thùng chứa, thiết bị bay lên sẽ ghép nối với thùng và tàu quỹ đạo trước khi trở về trái đất. Toàn bộ quá trình dự kiến kéo dài 53 ngày. Trước đó, sứ mệnh thường Nga năm cũng đã mang về từ mặt trăng hơn 1.700 gram vật chất. Quý tín giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 9 giờ sáng nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.